thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Cho đỏ đôi mình đôi ta.
Hóa chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng đến với niềm vui hoan hỉ cho sĩ khiên trọng đài lấy an ỏi và nạp tài của con trẻ lớp 6 sẽ cùng với cô dâu tương lai Huyền Trang. Chương trình sĩ khiên trọng đài đã và đang được tổ chức diễn ra một cách long trọng nồng ấm để mở cho buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, khách quý thân mến, những thời khắc đầu tiên của mùa cưới năm 2020, đặc biệt chúng ta đã được đón chào ngày đầu tiên của năm mới năm 2021, và đặc biệt chúng ta đang được chuẩn bị để đón chào với cái Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, theo lời cho tư gia đến từ hai bên gia đình chúng tôi, xin được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, khách quý của hai bên gia đình lời trân trọng cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng năm nhiệt. Kính thưa không các bà, thưa các cô, các chú cùng toàn thể bà con và bạn bè thân mến, trước khi đến với sự kiện trang trọng lễ thành hôn tại gia đình nhà trai, để hai bên gia đình sẽ trước khi nhận cho tình cảm hôn nhân của con trẻ, thì không những cặp đôi con trẻ của chúng ta ngày hôm nay nói riêng, mà tất cả các cặp đôi con trẻ khác đều phải trải qua tất cả những phần thủ tục nghi lễ trang trọng. Thưa với quý vị, những phần thủ tục nghi lễ trang trọng này chúng ta thường thấy gia đình nhà trai sẽ chuẩn bị khăn gói cho mình. Đó đầu tiên là thành phần bên nội tộc, ngoại tộc của gia đình chúng ta. Cùng với đó là 5 mâm lễ vật trang trọng của sự kiện dân lễ nạp tài. Cùng với đó rất quan trọng không thể thiếu, đó chính là 5 cơi trầu và 5 chai rượu. Thưa quý vị, 5 cơi trầu, 5 chai rượu này người ta biểu trưng cho 5 mệnh, 5 nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Đó chính là kim, thủy, mộc, hỏa và thổ. Hay người ta còn gọi đó là ngũ hành tương sinh. Cơi trầu đầu tiên, cơi trầu mang nội dung chạm ngó đá được hai bên gia đình nhà trai trao. Gia đình nhà gái đón nhận một cách thành công để rồi ngày hôm nay một nền tảng vững chắc khác sẽ được tạo dựng tại tư gia gia đình nhà gái chúng tôi. Thưa với quý vị, còn có lẽ trước khi sẽ tiến hành cử lễ cho câu chuyện sự kiện lễ hỏi nạp tài ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời toàn thể công các bà, các cô, các chú, nghe các chị cùng mời trầu, mời trà, mời bén gừng ngọt. Và giây phút này cho phép Lê Quang thay lời cho đại tộc của hai bên gia đình nhà trai, gia đình nhà gái chúng tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố sự kiện lễ hỏi nạp tài của con trẻ lục sáu cùng với cô dâu Huyền Trang xin phép được bắt đầu sau một tràng vỗ tay đồng nhiệt của tất cả mọi người nhé. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị, và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, bạn bè của hai bên gia đình, chúng ta hãy cùng tiếp tục mời trầu, mời trà, mời bánh kẹo ngọt, dành phần quan tâm của mình trở về với các vị đại diện trưởng đoàn đang an toàn để tới khách này. Chúng tôi trân trọng kính mời sự hiện diện của các bác đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình. Chúng ta sẽ tiến hành cử lễ cho câu chuyện buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, luôn luôn là thế, tiền chủ hậu khách. Ngày hôm nay những vị khách đã trở về từ phía tư gia của gia đình nhà trai đóng vai trò là những vị khách đáng kính đáng quý mà gia đình nhà gái chúng tôi đã được trịnh trọng để chào mừng. Vì vậy ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của bác đại diện trưởng đoàn trở về từ gia đình nhà trai tại phía tư gia gia đình ông Phạm Trần Kiểm, bà Hà Thị Trung tại địa chỉ Kim Mắm, Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa sẽ cùng khởi thân để thưa lên đối với gia đình chúng tôi về phần nghi lễ đầu tiên, đó chính là phần lễ vấn danh. Gia đình sẽ giới thiệu các thành viên cơ bản để gia đình nhà gái chúng tôi nắm bắt ạ. Xin mời. Dạ, xin cảm ơn ban tổ chức. Tôi xin thay mặt cho hai nhà trai được sự thống nhất của hai gia đình nhà trai và nhà gái hôm nay. Gia đình nhà trai chúng tôi về với gia đình nhà gái gồm các cái thành phần như sau. Thứ nhất, thay mặt cho dòng họ chúng tôi hôm nay thì tôi xin giới thiệu là ông ngồi trên cùng này đội mũ là ông Phạm Mai Khanh, tức là ông trưởng họ của gia đình chúng tôi. Như các cụ nói, trồng cây từ hạt mà ra, thì ngồi thứ hai là có ông bác, tức là bên ngoại của cháu xấu. Và tiếp theo là có các ông, các bác, các cô, các chú thay mặt cho bên nhà trai. Và bà ngồi trên cùng kia là bà Trung, tức là mẹ đẻ ra chú xấu. Tôi giới thiệu
công tác thôi, chứ còn là thành phần đi thì chúng tôi nó có bên nội bên ngoại và có anh em gần xa, thì tôi xin được giới thiệu rồi như vậy. Vâng, xin em. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến lời phát biểu vấn danh của ban đại diện trưởng đoàn trở về từ phía từ xa gia đình nhà trai. Thưa quý vị thân mến, gia đình nhà trai có đông đủ các thành phần bên nội tộc, ngoại tộc, công tác bà, các cô, các chú, bà con ở xóm láng giềng, bạn bè của chú thể đã trở về một cách đông đủ tại phía từ xa của gia đình nhà gái chúng tôi ngày hôm nay. Dự tính thì khoảng 32 mâm ạ. Điều này thể hiện cho sự trân trọng đối với từ xa gia đình nhà gái. Thưa quý vị, và ngay bây giờ trân trọng kính mời giờ những phần đáp từ của gia đình nhà gái sẽ thưa lên đối với gia đình nhà trai chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bạn bè, tân khách xa gần của hai gia đình và hai cháu. Hôm nay tôi được phép đại diện cho gia đình họ nhà gái xin kính chúc toàn thể các ông, các bà cũng như toàn thể các bạn tân khách của hai gia đình và hai cháu lời chúc mạnh khỏe và đón xuân tân sửu được thành công tốt đẹp. Kính thưa các cụ, sau một thời gian tìm hiểu giữa hai cháu Sáu và Trang đã đi đến thống nhất và hôm nay được phép sự cho phép của hai chính quyền hai địa phương, được sự thống nhất của hai gia đình và được sự đồng tình của hai cháu Sáu và Trang, hôm nay gia đình họ nhà trai có toàn thể các cô dì chú bác, các ông đại diện làm trưởng đoàn và bạn bè thân khách của cháu Sáu đến để làm các cái thủ tục. Thì về phần giới thiệu, tôi xin được trân trọng giới thiệu người đầu tiên á là ông nội của cháu Trang. Đây là ông nội cháu Trang ạ. Vâng, tôi cũng xin phép là tôi là ông chú ruột của cháu Trang, tức là em ruột cháu Trang. Và đây là bác là anh mẹ của, như vậy là mẹ cháu Trang. Đây là bà ngoại của cháu Trang. Và đây là ông Dương Đình Lâm, là người thân chinh ra cháu Trang. Ngồi tiếp theo á là đến bà kia, là bà Ô, tức là bà gọi là bà cô đấy, tức là em ruột của ông nội cháu Trang. Và người ngồi cuối cùng cũng xin báo cáo với các vị, đó là bà nội của cháu Trang, tức là thân sinh ra anh Lâm. Về phần tiếp đón hôm nay á thì chúng tôi không phải có những thành phần như thế này, mà chúng tôi còn có tất cả ba bề bốn bên, tức là bốn họ, tức là để như vậy là của hai cháu Lâm và Hạnh, tức là để tiếp đón gia đình, như vậy là hai bên họ trai và họ gái. Vâng ạ, báo cáo với các vị là Lâm lại, vì báo cáo với các vị câu là cháu Lâm và cháu Hạnh là tôi gọi một cháu, nhưng mà vì cháu Lâm mới có được như vậy là bốn họ, chứ cháu Trang thì thực tế câu là thành tám họ cơ. Nên báo cáo với các vị là như thế. Thế thì báo cáo với các vị là hôm nay là gia đình họ nhà trai cũng đã thống nhất là ngày hôm nay là gia đình sẽ có những các cái nghi lễ xuống để thưa chuyện lại với gia đình họ nhà gái. Thì tôi trước hết là tôi cũng xin nhường quyền lại cho MC để làm tiếp cái công việc. Thì cuối cùng là cũng xin kính chúc các cụ ông, cụ bà cùng toàn thể hội gia đình chúng ta hai bên mạnh khỏe và chuẩn bị lo kẹt phúc trăm năm cho hai cháu được trọn vẹn. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ấy em đây, chẳng chờ gì vợ ấy anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em, còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau.
sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút say. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Chỉ cần có nhau.